hệ phái Khất sĩ Việt Nam do Tổ sư Minh Đăng Quang sáng lập. Trong vòng 10 năm tu tập và hoằng hóa từ năm 1944 đến năm 1954, Tổ sư đã độ được hàng trăm tăng ni sống đời đơn giản, thanh bần, mang ý thức gắn kết đạo với đời, cùng vui niềm vui của mọi người, cùng lo lắng, cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Mời quý vị cùng nhìn lại những đóng góp của hệ phái đối với khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 77 năm hình thành và phát triển, gần 40 năm tham gia trong lòng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hệ phái Khất sĩ không những đóng góp tô bồi hệ giá trị đạo đức, tôn giáo, tâm linh đối với Phật giáo Việt Nam ngày một sắc nét, mà còn góp phần cho sự ổn định, hòa hợp, đoàn kết trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển bền vững xã hội. Hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp của Phật giáo, đồng thời dung hòa đức tính chân chất, chịu thương, chịu khó bao dung của người Việt, kiến trúc giáo lý càng thêm phù hợp với nhu cầu của thời đại. Mỗi năm như vậy, hệ phái Khất sĩ là có khoảng trên 600 ngôi tịnh xá và 3.000 tăng ni, cũng như khoảng 500.000 tín đồ đó đã vận động rất nhiều chuyến từ thiện. Khi ví dụ năm 2020 với những trận sạt lở, bão lũ, thì hệ phái Khất sĩ chung tay góp sức như trung bình mỗi năm là trên cả 100 tỷ đồng vậy. Hệ phái Khất sĩ luôn quan tâm và củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tại Tây Nguyên, đến năm 2010, người đồng bào dân tộc thiểu số Gia Rai và Bana đã quy y Phật vào khoảng 2.400 người tại 33 làng. Chư tăng của hệ phái Khất sĩ đã khéo léo giáo hóa để tất cả các dân tộc đều có cuộc sống an vui, hòa hợp, đoàn kết tu học chung. Ngang qua chủ trương chính sách của Đảng, của Nhà nước, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bản thân Phật giáo cũng thể hiện được cái tinh thần hòa hợp và đoàn kết. Và chư tăng đã khéo léo để chỉ cho mọi người đều có khả năng hướng thiện và hướng thượng, có thể là sống trong cái một cái cộng đồng hòa hợp dưới một cái chế độ chính sách của đảng chúng ta, và trong tinh thần là của hòa hợp của nhà Phật nữa, thì cái việc giáo hóa cho mọi người sống hòa hợp với nhau không có gì là khó. Sau năm 1975, ni trưởng Huỳnh Liên của hệ phái Khất sĩ là tu sĩ Phật giáo đầu tiên tham gia đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 6. Hiện nay, ni sư Tín Liên là đại biểu Quốc hội khóa 14. Từ đó cho thấy, chư tăng ni của hệ phái luôn dấn thân để đồng hành cùng với đất nước, thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo. Là hệ phái Phật giáo Khất sĩ Việt Nam hiện nay có khoảng 100 tăng ni tham gia là ủy viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, cũng như và tham gia vào các tổ chức chính trị xã hội. Chính họ là những nguồn lực tích cực để mà tuyên truyền các cái chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước. Triết lý của hệ phái Khất sĩ có nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới, tạo ra sự liên kết xã hội chặt chẽ, củng cố, tăng cường tính cộng đồng. Hệ phái với tiềm lực, truyền thống hộ quốc an dân sẽ là những mặt tích cực trong công cuộc củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.